Tiếp theo là bài số 13 Đề bài như sau Một cửa hàng có 2 tấn 9 tạ gạo Trung bình cứ 4 ngày cửa hàng bán được 520 kg gạo Hỏi sau 2 tuần bán cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo Bây giờ chúng ta thấy là số liệu về khối lượng vẫn chưa thống nhất về cùng một loại Thầy trò mình sẽ nên đổi về kg Thầy sẽ đi đổi 2 tấn 9 tạ. 2 tấn là 2.000 kg cộng 9 tạ là 900 nữa là 2.900 kg. Và tiện đây thì thầy cho mình đổi luôn là 2 tuần sẽ là bao nhiêu ngày nhé. 2 tuần sẽ là 14 ngày. Theo như đề bài là cứ 4 ngày thì cửa hàng bán được 520 kg. Vậy mình sẽ tính trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số kg gạo là. thì ta sẽ lấy 520 chia cho 4 thì em sẽ ra được kết quả là bằng 130 kg. Thế bây giờ mình sẽ tính xem là 2 tuần thì cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo nhé. sau 2 tuần. Cửa hàng bán được. Số kg gạo là Mỗi một ngày cửa hàng bán được 130 kg. 2 tuần có nghĩa là 14 ngày thì cửa hàng bán sẽ được này. Thì ta sẽ lấy 130 này kèm nhân với 14 nhé Thì kết quả ta sẽ được là 1820 kg Như chúng mình đã biết là cửa hàng có 2900 kg gạo Đây, 2 tấn 9 tạ mà, 2900 kg Đã bán 1820 rồi thì mình sẽ tính còn lại đúng không? Ta sẽ lấy ban đầu là 2900 trừ đi đã bán là 1820 thì mình sẽ ra còn lại đấy. Bài văn cuối cùng sau 2 tuần cửa hàng còn lại số kg gạo là Cho 2 tuần bán hết anh em. 900 này. Trừ đi 1820. Các em thực hiện kết quả ta sẽ được là bằng 1080 kg cùng là đáp số một nghìn tám mươi kg gạo thầy trò chúng mình đã làm xong bài số mười ba